Rồi, sách và câu Phạm Duy cho tất cả các mục thủ đã quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày 24 này, hôm nay là video ngày 24 tháng 1 cho mình. Cái video này cho mình là có tổng cộng là 5 con máy và 28 mẫu cần. Thì giới thiệu sẽ được những dòng máy nha. Thì máy đứng sẽ dòng những nhóm như là dòng Arenos này, dòng Navi nha. Đây, Utega, dòng Daiwa. Máy ngang thì sẽ có cho mình là 2 con máy tay phải. Một con Scorpion và một con của dòng Simlo, dòng Tortium nha anh em, 1500Hg. Cần thì sẽ có những dòng như là ISO khoang nhỏ từ 4m5 cho đến 5m3, 5m4. Khoang nhỏ nha, ở đây thì có Daiko này, NFT, Shimano dòng 2 da. Đây. Cần lua thì sẽ có cần lua rút này, những dòng công ngâm cô đơn thì cần súp lỡ. NFT như này, 36 acid này, 20. Một số cần thì cần lục, đây qua 39, 42, cần 25, 425 này. Những dòng như là EX của Shimano. Shimano thì đây nhiều loại như này. Hipower 2 da này, Slider này, khoen thường nha, khoen xích này, EV và một con xích ngọc trong khoen ngọc trai cho anh em. Khoen trắng ngọc trai này. Slider xanh ngọc. Thường dây trong và một số đây của tay trợ máy thì có cho mình hai con rất đẹp như này, một con của Shimano và một con của Ryobi Titanium nha. Cần tay thì sẽ có từ 7m2, 8m1 và 9m của Shimano Alpha Tactical Chenryu nha em, nội địa Nhật này. Đây. Ở đây có một con Chenryu nha em, một con Chenryu một khúc cho này về xích biển. Và đây còn thì có cần Ikeda của Daiwa, đây hai ngọn nha, 1m5. Và một số cần lô thì có máy đứng, máy ngang và hai ba khúc công ngâm lan xê. Thì anh sẽ báo ra tình trạng tất cả sản phẩm ở đây. Anh em lưu ý mình xem kỹ video, chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534779, ship code toàn quốc 30.000 mẫu đơn nha, để mình ship trước Tết cho mình ạ. Mã số 1 thì một con máy của dòng Shimano nha anh em. Con máy này là của dòng Shimano Utega XT. Con này size con máy là size 3.000 nha. Đây size 3.000 cho mình. Đây tổng thể thế này, con này hàng của mình là Japan nha anh em. Đây Japan nội địa Nhật này, made in Japan. Tình trạng con này thì sẽ có sức dăm sơ theo máy nha. Đây, lỗ cước bằng hợp kim này. Còn toàn thân của mình là carbon nha, lưỡi gà, lô cước nha. Trong máy hoạt động tốt, tình trạng có hơi cũ thôi, và con la cước thì còn mới. Lại sẽ có sức dăm như này, lại sức dăm sơ theo thời gian thế này. Con này thì một chiều như này, một chiều thì sẽ có ABS đầy đủ nha. Đây, chốt chặn hai chiều có hết nha. Máy thì bao mượt rồi, chặn hai chiều cho mình đây. Utega như này, XT size máy là size 3.000. Con này có mã số 1, giá máy là giá 700 như này. Đây, giá 700.000 cho mình ạ. Mã số 2 đối với máy thì một con máy đứng, con này thì của dòng Shimano luôn nha. Con này Shimano dòng Arenos nha. XT con này size lớn hơn, 4.000 cho mình. Con này hàng có mình là hàng Malay nha anh em. Đây, Malaysia xuất thị trường Nhật. Tổng thể thì con này sẽ có xây xước bằng con kia thôi. Đây. Xước dăm nha anh em. Bị muối nha. Cái này thì mình về mình vệ sinh mình đánh nó sạch hết này. Con này thì size 4.000, lô cước này, lưới gà đầy đủ nha anh em. Tình trạng thì nó có muối, anh em về vệ sinh thôi. Gạt cước này. Và con lan cước thì còn mới. Đây, cái này thì anh em về cứ xịt anh em xịt rồi vải vào á thì mình ngâm rồi mình lau nó sạch hết nha. Tình trạng có sức dăm thế này. Thì con này size 4.000 có ABS đầy đủ nha em. Đây, ABS đầy đủ nha, một chiều này. Hoạt động tốt nha. Chúc chặn hai chiều ở đây. Những cái dòng máy ở đây thì ba con máy đứng thì đổi tay trái phải được hết á. Yên tâm nha em. Con này thì mã số 2 đối với máy, giá con này là giá 700 nha em. Đây, giá 700.000 ạ. Rồi, mã số 3, số 3 đối với máy thì một con máy đứng, con này thì của Daiwa. Con này thì size lớn hơn. Con này của dòng Daiwa dòng Dragon Z nha em. Con này là 3500EA. Đây, 3500EA nha. Con này xe thật ra cho mình tầm khoảng 6.000 cho mình á. Daiwa thì size lớn hơn. Con này Daiwa hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật. Con này giá có là 700.000 cho mình nha. Đây, Daiwa Dragon Z cho mình. Đây, tổng thể thì vẫn có xây xước nha. Nó có sức dăm sơ sơ theo thời gian thôi. Lưỡi gà có nha em. Lỗ cước này, có cước sẵn nha, gạt cước này. Và còn là cước thì vẫn còn mới nha. Đây. Mấy cái này thì anh em về vệ sinh lại thôi, cực kỳ ok. Đổi tay trái phải được, có ABS nha. Đây, một chiều cho mình nè. Đây, bao mượt nha. Chúc chặn hai chiều ở đây. Đó, máy độc tốt. Con này có mã số 3, giá máy là 700.000 nha nè. Đây, 700.000 cho mình nè. Mã số 4, số 4 thì đây sẽ có một con máy. Con này thì là máy ngang nha nè. Đây, cái máy ngang tay phải của dòng Shimano nha. Đây, Shimano dòng Scorpion. Đây, Scorpion. Con này hàng có phải là Japan nha em. Đây Japan nội địa Nhật nha. Đây made in Japan. Tay phải cho mình ạ. Tình trạng máy thì vẫn có xây xước nha. Hàng vải đã qua sử dụng cho mình. Đây, có sức dăm thế này nha. Đó. Còn hoạt động ok nha. Con này có dù sẵn nha em. P của nó thì rơi cho mình tầm khoảng vào cái này tầm khoảng số 1.5 đến số 2 thôi. Tất cả tập trạng này mình có lua luôn. Đây tay quay đôi nha. Đây một chiều này. Trong mấy cái máy ngang thì có một chiều thôi. Máy rất là mượt rồi. Đây, Scorpion XT nha em. Metanium. Con này có mã cho mình là mã số 4 đối với máy, giá máy là 1.200.000 anh em. Đây 1.200.000 ạ. Đây tập hợp thuận tới phải nha.
Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con máy mã số 5, là một con máy có dòng Shimano nha anh em, dòng là Chorium nha anh em, 1500 HG. Con này trên đây mình câu biển này, cái dòng này dòng kháng mặn nha. Đây còn full box cho mình, đầy đủ hộp nha, hộp máy full box nha. Con này thì sẽ còn cho mình đầy đủ hộp này và giấy tờ cho anh em. Đây còn nguyên hộp và giấy tờ luôn. Cái con này thì máy tay phải, hàng cái bên này hộp của nó hàng là con này hàng Malaysia nha anh em. Con này hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Con này thì hiện tại của máy thì nó sẽ có cho mình một số dù nha anh em. Cái này dù nó vào sẵn cho mình một ít nha. Đây dù sẵn cho mình theo máy zin theo cần. Gratio của máy là 6.3.1 cho mình. Đây tình trạng con này thì mới cứng, nó rơi cho mình tầm khoảng 99% nha anh em. Đây. Con này máy tay phải cho nên mình zip biển nha. Đây cho nên mình câu zip câu ngâm câu biển này. Đây. Máy cực đẹp và mới nha. 1500 HG Shimano dòng Chorium. Con này thì giá bên Nhật thì giá mới nha anh em. Giá mới như này nha anh em, rơi cho mình tầm khoảng 5 triệu nha. Để mình giá tốt thôi. Đó. Máy mượt nha. Bảo mượt từ lâu. Đó. Con này thì cho là mình cầm mình lắc nó chạy rồi. Rất là nhẹ nha anh em. Nó sẽ có chế độ tắt tiếng kêu ở đây. Rất là nhẹ nha. Đó. Lắc nó chạy nha. Rồi con này thì con lăn cước của mình xả thì ok luôn. Bao mượt cho mình rồi. Có tiếng kêu nha anh em, phải có tắt tiếng kêu. Con này sẽ cho mình câu đi câu bè á, đi câu bè mình câu ngâm câu rít câu biển cho mình là được nè. Gạt cái này xuống có tiếng kêu. Thì con để cho mình giá tốt nha anh em. Giá của máy là 3.5 triệu nha. Đây, 3.500.000 ạ. Máy còn mới cứng. Rồi sẽ có một số cần ở đây sẽ. Rồi, mã số 1 là có cần ISO khen nhỏ nha anh em. Đây, có cần ISO khen nhỏ carbon. Con này dài cho mình là 3.9 độ cứng 2 nha, của dòng Master. Con này khen bắt đầu khen bắt hãng nha, theo cần. Đây. Con này 3.9, cái này ngọn của mình được đo cho mình là ngọn 1.3 ly. Ngọn sẽ có 1 2 này. 3 khen chạy nha. 4 khen chạy cho mình. Đây tổng thể này. Con này 39 thì cần đi kèm là 4 lóng thôi. Đây tình trạng của nó nha này. Cần carbon nha. Đây. Khoen các bạn là khoen chính hãng theo cần ạ. Cân nặng của cần là 180g, mã số 1 anh em, giá 400.000 ạ. Đây, 400 nha. Mã số 2, số 2 thì một con cần ISO khoen nhỏ anh em. Đây cần ISO khoen nhỏ carbon luôn. Con này độ dài cần là 5m3, độ cứng là 1.5 nha. Đây, độ cứng 3, 1.5. Khoen pad Fuji. Khoen phu thường nha anh em. Khoen này khoen bát chính hãng cho mình nha. Nhầm như không phải là Fuji. Thì con này ngọn của mình là ngọn 1.3 ly, ngọn cần sẽ có 1 này. Hai khoen chạy nha. Khoen cái nó dính vào nhau á, đây. Tình trạng của cần thì có ok nha. Trong long lét của cần thì có ok. Thích hợp cho anh em về mình hạ cần tay, mình câu rô, câu giết con đường này. Đây. Trong này hàng về nhiều thì nó có dính bụi nha, chưa có vệ sinh cho mình thôi. Và có sức dăm sơn thế này. Rồi 5m3 độ cứng là 1.5, cân nặng con này thì là 250g, mã số 2, 400 nha em, 400.000 cho mình ạ, cần carbon nha. Mã số 3, một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì của Daiko nè, đây, Daiko nội địa Nhật. Cái độ dài của cần này là 5m3, độ cứng 1 nha, cứng 1 thì cảm giác thôi, thế là mình câu trap, câu cảm giác cho mình này. Phụ kiện cần thì sẽ có nắp chụp kèm, và dàn khoen, cái này dàn khoen full xích nha, đây khoen xích Daiko. Cứng 1 thì ngọn cần rất là nhỏ, ngọn cần đo cho mình xác là 0.7 ly, sẽ có 1, 2 này và 3 khoen chạy nha, 4 khoen chạy cho mình. Cái những dòng Daiko thì anh em biết rồi, những dòng thì đều số là Japan nội địa Nhật hết và carbon cũng bên là carbon xoắn vân nha. Đây, carbon xoắn vân toàn thân như mình ạ. Mấy con Daiko thì không có hai da như là NFT hay Shimano này kia đâu. Đó, nó chỉ là khoen phôi thường giống như Gamma cho mình thôi. Rồi 5m3 độ cứng 1, dàn khoen cái mình là dàn khoen full xích. Cân nặng của cần thì được là 190g, mã số 3, giá là 1.2 triệu nha anh em. Đây 1.200.000. Đây cô Japan nha. Mã số 4. Số 4 một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì của NFT. Đây con này NFT 5m4 độ cứng 1 nha em. Của dòng Powerlove phôi 2 da, con này hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Đây có tem nội địa đây. Thì những cái dòng mà cần tất cả cần ISO hay cần lục bên em gửi đến cho mình á thì sẽ có kèm nó chụp cho mình hết ạ. Thì cứng một con này cũng thích hợp mình câu cảm giác thôi, ngọn cũng là 0.6 ly, ngọn cần sẽ có 1, 2 này và 3 khoen chạy nè, ngọn đặt ngọn tháp, đây ngọn long phụng như mình này. Có này thì trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai của mình là carbon xoắn vân, còn những cái lóng còn lại cần là 2 da hết. Cái dòng này thì nguyên bản nguyên zin của nó vậy nha em, đây 2 da hết nha, đó carbon 2 da toàn thân này, cực đẹp nha. Thì những mấy con này hỗ trợ xả cần tay, con này xả cần tay xuống rồi cho mình tầm khoảng vào nó cứng tầm khoảng vào 3 tháng thôi như này, không cứng lắm. Cân nặng 210g, mã số 4, giá con này là giá 1 triệu như này. Đây, giá 1 triệu cho mình ạ. Gốc thì nó đổ sẵn cái dây buộc bảo hiểm rồi nha.
Mã số 5, một con cần ISO khoang nhỏ. Con này thì của Shimano luôn. Đây Shimano, con này phôi hay da. Con này thì độ dài của cần này là 5m3, độ cứng 1 nha anh em. Con dòng mà Saber Ranger phai carbon hay da. Con này bản nội địa Nhật luôn. Đây có tem vàng này. Bát đó này là bát gập nha, Fuji liền thân. Dàn khoang của mình là dàn khoang full xích phôi hay da này, carbon xoắn phân màu xanh nha. Cái dòng này có định vị nha anh em, có định vị lóng hết này. Mấy con này thì trong này hàng về nhiều quá thì em chưa có vệ sinh á, mà dính bụi này kia thôi. Cái dòng này thì phôi hay da toàn thân, khoang cái này là khoang xích nha anh em. Thì cứng một cũng thích hợp những câu cảm giác thôi, ngõ rất là nhỏ, tầm khoảng 1 ly. Cái dòng này thì ngõ 1 này sẽ có 1, 2 và 3 khoang chạy nha anh em. Trừ cái lóng ngõ và lóng thứ hai của cần á là carbon xoắn vân nha. Đây, carbon xoắn vân của cần này. Còn những lóng còn lại của cần thì hay da. Cái dòng này giống như là con này ST hồi nãy cho mình nha. Đó, carbon xoắn hay da toàn thân này. Là tình trạng của nó thì còn đẹp và sáng nha. Đó, chín bụi thôi. Cái này thì mình về vệ sinh. Thì tất cả dàn khoang của mình đều là dàn khoang full xích nha anh em. 5m3 cứng 1. Cân nặng là 200g, mã số 5. Giá con này là 900 nha anh em. Đây 900.000 cho mình ạ. Mã số 6. Số 6 thì ở đây sẽ có một con cần lô rút nha. Đây con này là con cần lô rút có dòng Kenrap này. Đây Kenrap nha anh em. Con này Kenrap dòng Ocean Blue. Con này độ dài cần là 3m nha. Đây 10 feet là 3m, độ cứng tầm khoảng và độ cứng M. Hàng nội địa Nhật, tem vàng. Cái dàn khoang của mình là dàn khoang Fuji. Đây lọ xi đất xám nha. Đây khoang Fuji xám. Ngọn cần tới đó cho mình là ngọn 2.5 ly. Ngọn sẽ có 1 này. Đây và 2 khoang chạy nha. Cần lua rút Kenrap. Thế là cho nên mình là lua gần. Lua lóc, lua nhá hơi được thật này. Đều được nha. Nước sơn thì trắng xanh. Đây tổng thể thế này. Khoang pad Fuji tay cầm cán mút. Pad vặn Kenrap chính hãng cho mình luôn. Cân nặng con này là 240g. Mã số 6. Giá 800 nha nè. Đây giá 800 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 7. Số 7 thì ở đây có một con cần súp lỡ nha. Của dòng này ST nè, dòng bao lớp acid nha. Con này dài là 3m6, cứng 20. Cái bản này thì bản nội địa Nhật nha nè, tem vàng. Cái chỗ gốc của nó thì nó sẽ đổ sẵn cho mình cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Anh em thích thì mình về mình tháo anh bỏ nha, hoặc mình để về cũng được. Pad Fuji F7, dàn khoang của mình là dàn khoang Fuji nha. Đây Fuji lỡ xì đất xám và xì đen xì xám này. Hai khoang dưới là khoang đen, còn hai khoang trên là xì xám nha, khoang trắng. Ngọn cơ là ngọn 2 ly, độ cứng 20, ngọn sẽ có 1 và 2 khoang chạy đây. Đây tổng thể thế này. Cái dòng thì hai da toàn thân từ gốc tới ngọn rồi. Còn rất ít như này, lâu lắm mới về được một con thế này cho mình thôi. Đây tổng thể thế này. Đóng semi chống nổ đầy đủ này. Đây, cần còn đẹp nha. Đây khoang pad Fuji hết. 36 cứng 20, cân nặng của cần chỉ có là 240g, mã số 7. Giá 1.400.000. Đây 1.400.000 ạ. Mã số 8. Số 8 thì một con cần súp như này. Đây con này cần súp cần lục. Con này độ dài cần là 4m2, độ cứng 25, dòng top súp 25 thì cứng tầm khoảng ấy, đánh đầu cần gần bờ. Khoang pad Fuji lọ xì đất xám. Ngọn cần tới đo cho mình là ngọn 2.2 ly, ngọn sẽ có 1 này. Đây và hai khoang chạy nha. Đây tổng thể thế này. Con này kèm cho là 4 lóng như này. Đây, đi kèm 4 lóng nha. Tình trạng con này thì nó sẽ có sức dăm sơ sơ theo cần thôi. Đây con này thì còn đẹp và sáng nha. 4m2, độ cứng là 25, tấm tầm khoảng AX. Cân nặng con này thì được là 400g, mã số 8, giá 800 như này. Đây 800 ngàn cho mình ạ. Cái này dính keo nha, keo thôi. Mã số 9. Số 9 thì sẽ có một con cần lục. Con này cũng dạng súp lỡ của Daiwa. Đây dòng súp Power 39, cứng 25. Con này hàng của mình là Korea này, xuất thị trường Nhật nha. Đây có mã code và tem cho mình là tem nội địa đây. Khoang pad Fuji. Đây lọ xì đá xám hết. Con này cứng 25, ngọn cần là 2.5 ly. Thì ngọn vẫn có cho mình 1 và 2 khoang chạy đây. Cần lục thì khi nào cũng vậy nha. Từ những con mà 7-8 khoang thôi. Đây carbon xoắn vân hết. Đánh đầu cần và gần bờ cho mình này. Đây đây qua cho nên 39, cứng 25. Khoang pad Fuji ạ. Cân nặng của cần thì con này cũng tương đối nhẹ nha. Cân được cho mình chỉ có là 320g, mã số 9. Con này giá 900 như này. Đây qua nha, Super Power 900.000. Mã số 10 ạ. Số 10 thì một con cần lục của Daiwa luôn. Con này thì của Daiwa dòng Price Sub chữ đỏ như này. T25405. Con này hàng có mình là China, xuất thị trường Nhật này. Nó sẽ có mã code và tem vàng. Tình trạng con này còn mới cứng như này. Con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% này. Pad Fuji Stainless lẻ S7. Dạng khoang pad Fuji hết. Cứng 25, đánh đầu cần gần bờ. Ngọn con này thì đo được là ngọn 2.4 ly. Nó sẽ có định vị nha. Một này. Và hai định vị đây. Định vị khoang nha. Lóng lý thì còn sáng tân lên. Đó, đi kèm là 4 lóng như này. Đó, trên 95% cho mình. Thì những dòng cần lục thì bên em vẫn hỗ trợ hạ pad nha. Để hạ pad quay keo zin đầy đủ cho mình luôn ạ. Đây, còn mới như này. Đây qua, con này thì 425, cứng 25. Cân nặng là 360g thôi. Mã số 10,
giá 1.800.000 nha anh em. Đây 1.800.000 ạ. Rồi đây mã số 11 nha anh em, 11 thì sẽ có một con cường lực của dòng Shimano, con này Hipower Haya nha, đây Shimano. Cái độ dài con này là 4m05, cứng ST thì nó bằng con đây qua hồi nãy cho mình thôi. Con này thì bản có là bản nội địa Nhật nha anh em. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích này, và phôi của mình là phôi Haya thì gốc tới ngọn luôn. Con này ngọn của cần tôi đo cho mình xác cho này là ngọn 2.3 ly. Đây, ngọn sẽ có một này và hai khoen chạy nha anh em. Cái dòng này là dòng zin của nó là cái ngọn trên này carbon xoắn vân nha. Còn những lõm còn lại là Haya cho mình này. Đấy, nguyên bản nguyên zin cần nha anh em. Cái dòng tem về rất là nhiều. Đó. Độ mới cũng tầm khoảng 95% cho mình á. Đây, phôi Haya. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích 405 EST, phát cập Fuji F7, hỗ trợ hạ phát nha anh em. Cân nặng là 370g, mã số 11, giá là 2.200.000. Đây 2.200.000. Mã số 22, một con cần lộc. Con này thì cần lộc có dòng Shimano luôn, con này dòng suit leader nha anh em. FV 4m05, độ cứng là DST, hàng Indo xuất thị trường Nhật này. Có mã code và tem đầy đủ đây. Tình trạng còn mới nha. Phát Fuji Stylus LS7, dàn khoen là dàn khoen Fuji. Đây, đỏ xí đất xám. Con này thì ngọn có cần tôi đo cho mình sát cho này á, thì DST thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 2.4 ly thôi. Ngọn thì có định vị này 1 này và hai định vị khoen đầy đủ nha. Tình trạng cần thì còn mới, này lóng lít còn mới. Con này rơi cho mình tầm khoảng trên 95 nha anh em, phần trăm cho mình á. Đó. Rất sáng và đẹp nha. Khoen pad Fuji có định vị ạ. Cân nặng là 390g, mã số 12, giá 2 triệu nha anh em. 2 triệu ạ. Rồi tiếp theo thì đây một con cần lộc, con này của Shimano luôn. Con này thì cũng DS nha anh em. Con này thì 425 luôn, Slider 425 DST Indo luôn nha, xuất Nhật. Cái con này thì cái nước sơn màu trắng nha anh em, con này màu xanh. Con này có hai đời nha, nó gần giống nhau á, y chang nhau cho mình luôn. Thì cũng là pad Fuji và dàn khoen cũng là dàn khoen Fuji xứ đất xám. Đây. Xứ đất xám nha. Thì con này ngọn cần thì cũng là tầm khoảng vào 2.3 ly thôi. Đây ngọn có định vị đầy đủ nha. Đó. Con này thì nước sơn màu trắng, con thì màu xanh. Con này Indo hết. Anh em thích thằng con nào thì lấy con đó nha. Con cần thì còn mới và sáng mà. Mấy con này thì khỏi bàn cho mình nha. Đó, từ sáng tinh, mới đẹp cho mình ạ. Hỗ trợ hạ phát cho mình. Cân nặng con này thì nó được là 420g, mã số 13, giá 2 triệu nha. Đây, 2 triệu cho mình ạ. Rồi, mã số 14 này. 14 thì một con cần lộc, con này thì cứng hơn. Con này CST nè. Con này của Shimano dòng Slider FV luôn. 4m25, độ cứng là CST. Con này China xuất Nhật nha, cái bảng màu đỏ là thế này biết rồi. Có mã code và tem đầy đủ này. Con thì mắc nha. Con này pad pad Fuji NS7, khoen cái mình là khoen xích, có định vị hết nha. Đây. Cái dòng này thì đời cao nó sẽ có định vị đây. Định vị khoen và khoen xích này. Con này ngọn của cần thì đo cho mình xác trên này là ngọn 2.4 ly. Đây sẽ có một này. Và hai khoen chạy nha. Đây có định vị nha này. Phôi hay da. Con này thì khỏi bàn cho mình luôn. Con này thì mình đánh xa bờ được nha, tầm khoảng từ 35 đến 4 mét độ lại này. Tình trạng thì sẽ có sức dăm sơ theo cần nha anh em. Là sức dăm sơ theo cần thôi. Mấy cái bản này thì tình trạng của nó còn đẹp như thế này á, không ai bán dưới 3 triệu nha anh em. 425 CST, cân nặng là 490g, mã số 14, giá 2.800.000 ạ. Đây 2.800.000. Rồi mã 15 này, 15 thì sẽ có một con cần lộc, con này của Shimano dòng xanh ngọc nha anh em. Đây. Con này là của dòng Shimano dòng Slider 405 CST Indo xuất Nhật luôn. Con này xanh ngọc nha. Con này thì còn mới cứng luôn. Khoen trắng sẽ có cho mình là cái nắp chụp và bao vải kèm cho mình nha. Con này thì phụ kiện đầy đủ cho mình luôn. Đây. Cái này khoen trắng như này. CST. Con này thì anh em hỏi rất là nhiều nha. Lâu lắm về được một con thế này. Ngọn cần thì đo cho mình sát cho đây nè. Là ngọn 2.6 ly. Đây đầu bố xích này. Có định vị này. Một này. Hai định vị này. Định vị khoen để mình lóng đầy đủ như này. Con này thì độ mới tầm khoảng trên 95% này. Đó, khuyên trắng nha, ngọc trai. Đây, con rất là đẹp, đóng semi chống nổ. Tình trạng gốc trên này thì có xước sơn một xíu ở đây thôi. Lưu ý nha. Còn lại tất cả các lắm một cần thì còn đẹp và sáng hết. Nó bị xước một xíu sơn màu xanh ở đó thôi. Đây, khuyên trắng. Không nứt chân, nứt chiếc gì luôn. Pad Fuji NS7 nha nè. Cân nặng của cần là 400g, mã số 15, giá 4.800.000. Đây, 4.800.000 ạ. Tiếp theo mã số 16. 16 thì sẽ có một con cần dây trong hai khúc này, con này là cần Hechi nha anh. Đây cần Hechi dây trong hai khúc của Shimano. Đây dây trong nha. Có tem vàng đầy đủ đây. Cái độ dài con này là 2m4 nha anh. 2m4 cần Hechi dây trong Shimano bản nội địa Nhật. Khoen của mình là khoen xích gôn nha. Đây khoen xích gôn. Cái đầu bu này Fuji. Cái ngọn con này là ngọn lớn 3.2 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 30. Anh em mình về mình luồn dây mình câu bè hoặc mình về lên khoen mới được nha. Đây. Chân cổ đẹp này, khoen xích gôn.
bát là bát Fuji liền thân Shimano cho mình. Đây, cán mình cán gỗ nha. 2m4 cân nặng con này là 270g, mã số 16, giá 700 ngàn nha. 700 cho mình ạ. Đây, mã số 17 này. 17 một con cần tay trợ máy này của Shimano. Con này cực đẹp, phôi hai da này. Con này Shimano trần tay trợ máy dòng Hyper Fokker nha, 3m9. Đây, độ cứng HF nha, đi kèm 4 lóng, bản nội địa Nhật. Con này khoen, các bạn là khoen xích nè, và phôi hai da này. Đây, phôi hai da nha em. Nó giống như cái con bên này này. Đấy, cái bản này thì giống bản này nha, phôi hai da giống nhau. Con này thì cần tay trợ máy 3m9. Con này thì ngõ rất là nhỏ rồi, đo cho mình tầm khoảng 0.8 ly thôi. Đây, 0.8 ly. Khoen của mình là khoen sắt nha, với cái dòng thì đều là khoen sắt rồi. Đây, dạng như khuyên nhôm á, trừ cái chỗ tháp mà lên á là ngọt đặc thôi, còn tất cả các lóng một cần này, đây là phôi hai da này, carbon xoắn hai da toàn thân như mình luôn đó, nước sơn màu xanh như này. Đây, cực đẹp nha, con đến theo gần tay thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng 3h thôi. Đây, cứng tầm khoảng 3h nha. Thì con này thì bát của mình là bát Fuji F6 3m9, cân nặng con này là 110g, mã số 17, giá là 1.200.000 như này. Đây, 1.200.000 ạ. Đây, mã số 18 này, 18 thì một con cần tay của Ryobi. Con này cái bản là bản nội địa Nhật nha em. Con này dài là 4m5 này. Bát của mình là bát Titan nha. Đây, Titan LS6, bản nội địa Nhật. Dòng Otoshikomi nha em, của Ryobi. Đây, nội địa nha. Con này cái khoen của mình đều là khoen full xích gold đấy nha. Đây, tất cả khoen của mình đều khoen gold đấy này. Từ dưới lên luôn. Phôi của mình là cũng là phôi hay da của Ryobi. Cái độ dài con này là 4m5, độ cứng tầm khoảng 3h tính theo cần tay nha em. Ngọn rất là nhỏ, ngọn đặt ngọn tháp, ngọn tầm khoảng 0.6 ly. Đây, khuyên gold hết nha. Ngọn đặt ngọn tháp long phụng này. Và còn những cái lóng còn lại của mình là phôi hay da hết. Đây, của Ryobi nha. Tình trạng con này thì nó sẽ còn đẹp và sáng này. Đi kèm 5 lóng nha. Thế là vẫy rô, vẫy giết, có định vị đầy đủ này. Đây, có định vị nha. Định vị lóng, định vị khoen hết luôn. Đây, con này định vị lóng nha, không định vị khoen. Đây, khoen con này thì đều được khoen chết cho này, không có chạy. Rồi, khoen xích gold, phát titanium, 4m5 Ryobi. Cân nặng con này là 130g, mã số 18, giá 1.500.000 nha em. Đây, 1.500.000 ạ. Tay trợ máy nha. Mã số 19. Xin lỗi anh em nha, mã số 19 thì là một con cần tay cho em sang hàng này. Con này 7m2 của dòng Alpha Tactical anh em. Con này bản con là bản nội địa Nhật nha. Đây, tem vàng. Con này cứng nha. Cái độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 7 đến 8h cho mình này. Đây, cho nên mình sang hàng này, đánh trắm cỏ, trắm đen, đánh chép cho mình đây. 7m2 con này ngọn mình ngọn lớn 3.2 ly. Anh em lưu ý nha, 3.2 ly, cứng từ 7 đến 8h. Phôi con này là phôi carbon này, xoắn vân toàn thân. Đây. Tình trạng của cần thì nó sẽ có sức dăm sơ theo cần nha. Đây, carbon xoắn vân toàn thân này. Tình trạng của cần thì nó sẽ còn ok hết. Con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng 90% nha anh em. Đây. Con này thì bản vượt cứng nha. Cho nên mình săn hàng cho mình ạ. 7m2. Đó. Tình trạng có ok hết. Con này thì cân nặng của cần thì cân được cho mình á là 370g, mã số 19, giá 1.500.000 này. Đây, 1.500.000 ạ. Vượt cứng nha. Gốc sẽ đổ sẵn mình cái bộ hiểm ở đây. Tiếp theo mã số 20. 20 thì ở đây sẽ có một con cần tay, con này thì cần tay này của dòng Chenryu này. Cái Chenryu thì 100% là bản nội địa Nhật cho mình rồi. Đây. Cái con này thì nó có hạ lóng này, nó mất cái lóng gốc sẵn rồi thì con này hiện tại còn hạ lóng là 8m1 cho mình thôi. Anh em lưu ý nha, đây còn 8m1 thôi. Chenryu nội địa Nhật. Cái độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng vào 6h, ngọn 1.6 ly. Đây, đầu bu 360 độ chống xoắn cho mình này. Đây, 360 độ chống xoắn nha. Nước sơn con này thì nước sơn màu trắng xanh. Đây, nước sơn trắng xanh nha em. Đây, tình trạng của cần thì còn đẹp và sáng nha. Hiện tại là 8m1, cứng tầm khoảng 6h. Con này thì anh em về đến chép ao sông hồ tự nhiên được này. Trong Chenryu thì cần mà cần tay cực hiếm như này. Đây, lâu lắm, cực kỳ lâu mới có một con về cần tay cho mình này. Trên điều thì bản nội địa Nhật. Đây, đánh chép chấm đen chấm cỏ được này. Cứng tầm khoảng vào 6h. Đây, tem vàng đầy đủ. Cân nặng con này chỉ có là 300g, mã số 20, giá là 1.600.000 cho này. Đây, 1.600.000 ạ. Độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng 6h thôi, 8m1 nha. Trên điều. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cần tay của dòng Shimano, con này thì bản của bạn Shimano Azum nha, có chế độ zoom này. Con này mới cứng, phụ kiện thì nó sẽ có bao vải nắp chụp đầy đủ hết luôn. Đây. Bộ vải của dòng Shimano Azum nha, có xốp đầy đủ. Cái độ dài của cần là 9m, dài là 9m5 này, chế độ zoom nha, H2.5 Azu. Con này thôi cứng tầm khoảng vào 5 đến 6h thôi, tình trạng còn mới cứng. Đây, phụ kiện sẽ có nắp chụp Shimano chính hãng cho mình luôn. Con này thì bản không vượt cứng lắm anh em, con này thì vừa thôi.
phôi hay da toàn thân từ gốc tới ngọn. Đầu bu cũng là 360 độ chúng xoắn cho mình này. Cái ngọn cần là ngọn 1.4 ly thôi. Đây phôi hay da toàn thân như này. Đây. Tình trạng thế này. Lóng còn đẹp nha, sáng cho mình hết ạ. Đó. Hay da từ gốc tới ngọn cho mình luôn. Shimano thì anh em biết rồi. Khỏi bàn nha. Mấy cái lóng sát cái này á, thì nó sẽ làm cái màu khác nha. Cái dòng Azu này xài nhiều thì mình biết rồi. Có một cái lóng nó sẽ làm cái màu khác cho mình. Cái này là nguyên bản nguyên zin đâu cần như này. Đây nguyên bản nguyên zin tôi cần hết nha. Đó, tình trạng đẹp nha. Độ mới con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng trên 90%. Đây. Anh em muốn câu 9m thì mình ngang đây, còn 9,5m thì rút lóng zoom ra luôn. Đây là zoom nha. 9,5m cho mình. Đây zoom úp này. Cái này thì cần nó tương đối nha, không cứng lắm, tầm khoảng 5 đến 6 há thôi. Cân nặng là 340g, mã số 21. Giá 2,5 triệu nha anh em. Đây 2.500.000 ạ. Full box nha, đầy đủ á. Nắp chụp và bao vải. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần một khúc. Con này cho anh em mình xích biển như này. Đây con cần một khúc của dòng Chenryu này. Đây có bản Chenryu nội địa Nhật nè. Con này cần xích Chenryu, độ dài con này là 6,6 máy đứng nha. Là dài 1m98, gần 2m á, Japan. Thông số tải mồi là 4OZ, tầm khoảng 120g, tải cá 30L bao. Đây Japan tem vàng. Khoen các bạn là khoen full xích nha, khoen bướm 3 chân. Đây tổng thể thế này. Cái độ cứng con này tầm khoảng mà trên MH cái này. Đây độ cứng trên MH cho mình đây. Khoen xích hết nha, 3 chân hết. Cần là cần một khúc ạ. Một khúc cho anh em. Cái tay cầm con này thì bán cán mút bát vạn Fuji chữ vàng. Đây, gốc thì sẽ có cái chỗ cho mình bọc cái này lại như này. Để cho mình tì nó khỏi đau này. Cân nặng của cần là 330g, mã số 22, giá 2,2 triệu. Trên riêu như này. Cứng trên MH, tải mồi con này thì tầm khoảng 120g nha. 4OZ. Tiếp theo thì đây sẽ có một con này là cần Ikeda như này. Đây Ikeda cho mình câu bè con này full box nha. Phụ kiện con này thì nó sẽ có một cái bao vải này, một cái phụ ngọ phụ này và một cái ngọ zin úp cần thì nằm ở trong này nha. Đây. Ngọ zin nằm ở trong cần này. Đây tình trạng con này còn mới nha em. Con này có hai ngọn kèm cho mình. Đây 1.5 Ikeda. Con này thì bản là bản nội địa Nhật rồi, tem vàng. Đây, hai ngọn nha em, có hai ngọn kèm cho mình. Thì cái ngọn ở trong hai ngọn bằng nhau nha. Cái ngọn ở trong này thì còn mới cứng chưa xài qua này. Cái ngọn này thì nó sẽ gắn cho thân cần cho mình nha. Ikeda thì rất là dẻo rồi. Đây, cái đắp chụp thì nó sẽ có cái hút để giữ ngọn cho mình. Đây 1.5 như này. Thích hợp cho anh em mình câu bè, câu cá nâu, cá rìa. Hai ngọn nha, rất là ngon. Thì con này thì khoen có là khoen Fuji xứ xám. Rất là dẻo như này. Đây nguyên bản nguyên zin hết Ikeda. Con này thì một khúc một ngọn á thì cân được rất là nhẹ luôn. Nó chỉ có 90g thôi, còn ngọn tầm khoảng 0.5 ly. Cân nặng của cần là 90g, mã số 23. Giá con này là giá 1,2 triệu anh em. Con này thì ngọn trên này là ngọn đặc này, ngọn đặc ngọn tháp nha. Hai ngọn như nhau. Đầy đủ cho mình là có lắp chụp và bao vải hết nha. Đây, zin theo cần cho mình ạ. Tiếp theo thì đây sẽ có một số cần lô. Thì mã tiếp theo là mã số 124, là một con cần lô hai khúc máy ngang như này. Con này cần lô hai khúc máy ngang carbon, độ dài 6 feet, 1.8 cứng NM. Con này bát là máy bát Fuji. Khoen có mình khoen lọ sứ này. Đây, cứng NM nha, của dòng bát game. Đây, tay cầm cán bần, trên thì bằng cán wood. NM thì dạng cứng rồi, thông số tại môi tầm khoảng 28g, ngọn con này là ngọn 2 ly nha. Lùi lóc, lùi chẹm đều được này. Đây, con này hàng China xuất thị trường Nhật. Cân nặng của cần là 130g, mã số 24, giá 500.000 ạ. 500 nha đi. Mã số 25, một con cần lưu hai khúc máy đứng, con này carbon, con này khoen bát thường để cho mình giá rẻ thôi. Cái độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào NM, độ dài là 16 feet 1.8 với em. Đây, lúc cơ dòng Hunter. Carbon khoen bát thường này. Ngọn 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly cho mình. Nước sơn màu đen. Bát có là bát vặn nha, bằng carbon. Cái chỗ này thì sẽ có một cái đường nứt nhỏ này nha anh em. Cái chỗ cái bát vặn á. Còn lại thì ok hết. Cân nặng là 110g, mã số 25, giá 300.000 nha. Đây 300.000 ạ. Máy đứng. Mã số 25 nha. Mã 26 này, 26 một con cần lưu hai khúc này, máy đứng. Con này hàng tuyển UL nha. Con này có dòng là dòng troll nha em, con này là Spotlight, độ dài con này là 6 feet, 1.8 m, ngọn UL này. Đây ngọn UL nha, con này hàng China xuất thị trường Nhật. Tải mồi từ 1-4g, tải cá từ 2-6L bao. Tay cầm con này thì nó bằng cán bần nha em. Đây có tem nội địa cho mình đây. Bắt vạn Fuji này. Dạng khoen các bạn này dạng khoen Fuji hết. Cái con này thì nó giống như bằng cần Ikeda thôi. Thế cho nên mình có thể là câu bè, lưu suối đều được này. Ngọn rất là nhỏ nha, tầm khoảng 1 ly cho mình. Đây 1.8 ngọn UL. Cần còn mới cứng cho em, có dòng Spotlight. Spotlight này có dòng Daiwa nha. Cân nặng con này là 85g thôi, rất là nhẹ luôn. Mã số 26, giá 1,2 triệu cho mình ạ. Mã số 27, 27 thì một con cần hai khúc.
chuyên dụng cho con ngâm của lăng xe này. Độ dài con này là 2m1, độ cứng 30, cần carbon. Con này khoen pass là khoen pass là loại siêu đất xích đó nha mình nha. Cứng 30 thì nói chung là cảm giác thôi, không cứng lắm, ngọn 2.2 ly. Đây tổng thể thế này. Thích hợp mình con ngâm lăng xe, tay cầm cán bút pass vặn Fuji DPS cho mình này. Đó. Hai khúc như này. Cân nặng của cần là 230g, mã số 27, giá 600.000. 600 cho mình ạ. Rồi cuối cùng thì mã số 28 thì một con cần 3 khúc. Con này của Shimano này. Đây Shimano 3m3 cứng 80 nha, 64. Hàng China xuất Nhật này, có mã code và tem đầy đủ cho mình luôn. Đây tổng thể thế này. Con này có dòng là sòng Simity cứng 80 thì cũng dạng cứng rồi. Khoen có mình là khoen Fuji 3 chân hết. Ngọn cần thì đo cho mình sát cái này nha anh em. Con này thì ngọn nhỏ tầm khoảng 2.6 ly thôi. Đây cứng 80. Nước sơn thì màu đỏ nha. Tay cầm cán mút phát và phát vạn Shimano này. Tổng thể thế này. 3m3 cứng 80, cân nặng của cần là 270g, mã số 28. Giá có này là 850 nha. Đây 850.000 ạ. Rồi tổng cộng thì sẽ có là 28 mẫu cần và một số máy. Thì anh em ấn mẫu nào comment mã số nha, cộng số điện thoại. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, bên em sẽ hỗ trợ chụp hình từng mẫu cần mẫu máy gửi anh em tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc anh em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá, sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ. Có xem video cho được đăng ký và thông báo nha. Cảm ơn rất là nhiều.